Hello, chào các bạn. Chào, rồi rất vui con quay trở kênh Sao Để Thêm Con. Hôm nay mình có một cái muốn chia sẻ với các bạn đây. Hôm nay vừa nhận được một gói hàng của anh đây. Anh nhờ kênh Sao Để Thêm Con kiểm tra hộ anh ấy. Bước đầu tiên là kiểm tra, bước hai là xác định lỗi, sau đó tiến hành sửa. Thì hôm nay mình với bạn sẽ được tiến hành bóc cái này ra, xem bên trong nó có cái gì. Máy gì ta? À, chủ chưa rồi, máy kích chạy của M1 các bạn ạ. Kích M1. Đây, anh này anh ở Sóc Sơn bạn nhá. Kích này khả năng là bánh quá chiến này, anh bọc rất cẩn thận luôn. Mình sẽ giữ nguyên cái bọc này để sau gửi về cho anh ấy. Đây. Kích M1. Các bạn cùng xem nhá. Anh bọc cẩn thận lắm. Chín mít luôn. Úi dồi, úi chà. Chuẩn luôn. Đây là phần bên trong của máy kích M1. Kích M1 này là bản đời đầu các bạn nhé, lâu lắm rồi. Lô PC sau mình đều nâng cấp hết lên rồi. Để lô đầy cầu. Đây là anh này đánh cũng cũng hiệu quả phết. Khả năng là đánh thu hoạch cũng khá rất là nhiều cá rồi. Đấy, để chờ chút để mình xem cái cầu chì nhá. Cầu chì còn nguyên. Rồi, bây giờ ta sẽ cắm móc quy vào để xem máy hiện tượng bị sao. Đây là các bạn sẽ kẹp cái này vào đây cho mình. Kẹp hai cái đầu này sang. Đi này, kẹp vào đây. Đây. Cộng trừ. Đấy, các bạn sẽ kẹp vào. Như vậy. Đấy, xong. Hai đầu cộng trừ. Đây xuống kẹp vào xấu. Cái này các bạn, đây là bóng đèn để thử nhá, test máy xem máy có hiện tượng gì không, là phải dùng bóng đèn tiện tra nhé. Rồi. Ta sẽ kẹp vào cái quy. Đấy, mình sẽ kẹp quy để xem nhé. Kiểm tra tình trạng. Máy dơ le vẫn mở đây. Tách cái kêu rồi. Bình thường rồi. Lạ nhỉ. Rồi. Dơ le đã hoạt động bình thường. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái cò bóp để lắp vào đây. Thử máy xem. Hiện tượng gì không. Bây giờ máy mình lắp vào chạy thử các bạn này. Ô lại nhỉ, con này vẫn chạy không sao được nhỉ. Cái máy này vẫn chạy bình thường nhỉ, con sao được nhỉ. Mà anh này anh gửi về nhỉ, lạ ghê. Hoạt động bình thường các bạn nhé. Đấy, vẫn hoạt động bình thường, hơi lạ, không biết anh này đánh nó bị làm sao đấy. Vẫn ra hoạt động bình thường, không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình xem bên trong nội thất nó có bị làm sao không nhé. Hoặc là có thể đi đường nó sóc nó lại chạy, bởi vì mạch có thể bị lỗi cái chỗ ý. Cái máy này anh ấy đánh chắc chắn là cũng kiếm rất nhiều cá rồi đấy, không phải đùa đâu, rất là kinh đấy. Mấy bạn sẽ tháo đây ra. Đây là phần thiết bị bên trong mình tháo ra bạn nhé. Đây, toàn bộ phần thiết bị bên trong. Máy với anh vẫn đang sử dụng, đánh rất là ghê luôn. Mà không biết sao anh ấy gửi về bảo lỗi, không biết lỗi cái gì này. Kiểm tra sơ bộ qua nhé. Mạch điện bình thường, không vấn đề gì cả. Bình thường mạch thì nó có thể xảy ra một số vấn đề liên quan đến cái chuyện mà đang đánh, chẳng hạn nó bị bị lỏng cái chân linh kiện này thì nó chập tròn thôi, chứ còn ít khi bị nhảy không. Anh này bảo đánh nó không sản phẩm này thì hiện tại mình đang bị một cái vấn đề là, như anh ấy nói là anh ấy lâu, tức là khoảng gần một tuần đến hai tuần anh không đánh, nửa tháng không đánh thì bắt đầu là nó bị hiện tượng là cái sung băm ra không đều, không sao ra không đều do cái núm này các bạn nhé, cái núm điều khiển băm sung này. Cái này các bạn sửa rất là dễ. Một là các bạn sẽ tháo như này, hai là các bạn tháo trực tiếp trong máy ra, tùy. Đây có hai cách. Mở hẳn nắp máy ra này, các bạn sẽ dùng lọ ER7 nọ xịt bôi trơn. Các bạn sẽ đổ R7 vào đây nhá, vào trong hai cái núm này. Các bạn xoay cho mình một chút để cho cái núm này nó trơn. Đấy. Vậy là các bạn sẽ yên tâm sử dụng đạt yêu cầu luôn. Sau một lần sử dụng thì thường cái núm này sẽ bị bẩn thì cái xung băm ra nó không chuẩn nữa. Đấy, nên nó không đều. Là do hai cái núm ấy các bạn nhé. Đấy, anh ấy gửi về thì mình tiến hành nâng cấp luôn cho anh ấy thêm cái phần mặt hiển thị. Đấy, mặt này rất là tác dụng luôn. Nhưng anh nào mà hay đánh cái này thì anh sẽ biết ngay cái mặt này để làm gì. Xong rồi, bây giờ ta sẽ tiến hành cắm quy chạy test thử ra. Xem máy chạy ra sao ạ.
Rồi, bây giờ ta sẽ thử với các bạn nhé. Khi các bạn cắm điện vào thì cái mặt quắc sẽ báo như thế này. Đây. Bấm xung là báo đều. Xung đánh rất là đều luôn. Chỉnh mạnh, chỉnh yếu. Cái máy này thì nên dùng bình 30 nhé, sẽ khỏe hơn. Nhưng mình đánh bình bé các bạn nhìn thấy am tụt xuống rất là thấp rồi. Nó xuống 10V rồi nên là chạy không ăn thua. Đấy. Ok, vậy là quá trình sửa máy xong các bạn ạ. Sửa máy và độ thêm cái mặt quắc như xong. Rất đơn giản. Nắp thêm cái mặt này thì cực kỳ tiện luôn. Sẽ báo được cả lỗi bệnh cho các bạn luôn. Và với cái dòng máy thường mua bây giờ thì các bạn sẽ hầu như là không có cái mặt quắc này luôn. Đảm bảo. Không có thì các bạn sẽ không biết được lỗi của máy đang báo cái gì luôn. Với cái mặt quắc này các bạn sẽ biết được cái máy đang báo lỗi gì. Tiện, rất là tiện. Ok, các bạn theo clip mình nhé. Đấy, chúc các bạn tìm được cái máy ưng ý. Còn các bạn muốn xem cái cách sử dụng cái máy này thì có thể lên kênh YouTube của Sao Phải Thế. Các bạn vào phần video nó sẽ có cái phần, có cái bài chia sẻ về cái phần này, phần máy kích M1 này, cách dùng rất là dễ luôn, cách dùng của nó. Bởi vì các anh mà đi đánh về mới sử dụng, nếu khi chưa đi đánh bao giờ thì lại bị nhầm cái cách dùng của cái máy này, không chưa vặn chỉnh đúng chế độ thì nó sẽ không ra được, đạt được hiệu quả cao. Hôm trước có mấy anh gọi về thì nó báo là anh ấy bảo là máy chạy đánh xong cái cá nó chìm hẳn luôn. Nó chìm hẳn thì do các anh chỉnh chế độ cao quá, chỉnh lên cao quá thì máy sẽ đánh là lịm cá luôn, cá không kịp nổi luôn. Nếu các bạn chỉnh thấp quá thì máy cá sẽ nhào hết cả lên, nhào lên và nó chạy mất. Đấy, đặc trưng như thế, có hai đặc trưng, một là yếu, hai là mạnh thôi. Còn khi đã vừa là cá sẽ hút nổi hết, rất đẹp luôn. Nổi thì các bạn chỉ có dao vớt thôi. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi mình nhé.